Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chúng ta vẫn thấy rằng có nhiều hóa chất thuốc trừ cỏ vẫn ảnh hưởng đến sức khỏe con người rất lớn. Điển hình là cái thuốc trừ cỏ có tên là 2,45T, và thông thường chúng ta hay gọi là chất da cam. Trước hết là chúng ta nói về sự phân loại các cái thuốc trừ cỏ. Vì sao phải phân loại? Phân loại chúng ta phải phân loại ra thì mới biết cách mà dùng được chứ. Còn nếu không phân loại sao mà làm thế nào để dùng nó cho đúng được? Thì phân loại thì chúng ta có thứ nhất là phân loại theo thời điểm sử dụng. Có nghĩa là sao? Cái thời điểm nào mà chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ phân nó ra. Ví dụ như là trước khi mà trồng cây thì chúng ta có gọi là thuốc khai hoa. Ví dụ trường hợp của hoạt chất glyphosate và cái sản phẩm thương mại đó là Roundup. Hoặc là trước khi cỏ mới nhú hoặc mới mọc mầm thì chúng ta gọi là tiền nảy mầm. Và sau khi cỏ đã nảy mầm có 3 đến 5 lá thì chúng ta gọi là hậu nảy mầm. Ví dụ như tiền nảy mầm chúng ta có cái thuốc sulfit với hợp chất là prethylate clo. Còn hậu là nảy mầm ví dụ như chúng ta có propanin nha. Hoặc chất propanin với cái sản phẩm thương mại là Propatoc, vân vân. Ở đấy thì tôi cho các anh chị rất nhiều hoạt chất và rất nhiều sản phẩm. Tôi chỉ yêu cầu là mỗi loại như vậy anh chị nhớ cho tôi một hoạt chất và một sản phẩm, được chưa? Nhớ là chỉ một mà thôi. Ví dụ như trước khi trồng một, tiên nảy mầm một và hậu nảy mầm một. Chỉ ít thì chúng ta học xong môn này chúng ta phải biết một cái hoạt chất chứ. Học xong muốn biết môn hoạt chất nào cũng được, đúng không? Cái phân loại thứ hai là phân loại theo cơ chế tác động, hay nói cách khác cái cách nào mà các cái thuốc trừ cỏ nó làm cho cái thực vật nó chết đi. Vì cái phân loại này á thì để làm cái gì? Để chúng ta hiểu cái thuốc này thì dùng như thế nào và thuốc kia thì dùng như thế nào. Ví dụ như đầu tiên cả là chúng ta có cái thuốc gây rối loạn hormone thực vật. Ở đây chúng ta biết rằng là thường là các hormone thực vật chúng ta còn thường gọi là auxin hoặc là gibberellin hoặc là các chất vân vân, IBA, IAA vân vân, là những chất mà điều hòa sự sinh trưởng của cây. Ví dụ là điều hòa quá trình ra rễ, điều hòa quá trình ra lá, quá trình ra hoa vân vân. Thì bắt chước như thế người ta cũng thể tạo ra những chất nha. Vốn dĩ nó là những cái chất mà điều hòa sinh trưởng, nhưng mà khi sử dụng nồng độ cao làm lộ rối loạn quá trình phát triển và dẫn tới là cây thực vật bị chết. Ví dụ 2,4-D là một chất auxin. Nên chúng ta có thể thầy thuốc trừ cỏ để kích thích ra rễ được anh chị nha. Đấy. Ví dụ 2,4-D mà chúng ta dùng nồng độ khoảng vài ppm, vài chục ppm thì chúng ta có thể kích thích ra rễ được. Hoặc là cái thứ hai là ức chế quá trình quang hợp. Vì chúng ta thấy quá trình quang hợp là quá trình mà tổng hợp các chất hữu cơ làm cho cây sinh trưởng phát triển. Nhưng mà các thuốc trừ cỏ sẽ làm cho nó cây không quang hợp được. Ví dụ như là chúng ta biết quá trình quang hợp thì có phát sáng và phát tối, chúng có thể là cắt đứt phát sáng nên là quang hợp cũng được, hoặc là làm cho quả cái phát tối không tổng hợp được. Ví dụ diệp lục nó chết đi, diệp lục bị hủy đi cho nên cũng không quang hợp được. Mà nếu không quang được thì cây thực vật sau một thời gian sẽ chết. Ví dụ như paraquat chẳng hạn, bây giờ cấm rồi, hoặc chất này bây giờ cấm rồi. Hoặc là ức chế và quá trình tổng hợp sắc tố. Chúng ta biết thực vật có rất nhiều sắc tố quan trọng nhất là sắc tố diệp lục. Sắc tố diệp lục là để tổng hợp với các chất hữu cơ cho phục vụ cho quá trình quang hợp. Ngoài ra chúng ta có sắc tố tím, sắc tố da cam, caroten vân vân. Thì ví dụ như cái hoạt chất là oxadiazông, tên thương mại là Rong Star, thì nó làm cho cái ức chế cái sắc tố diệp lục. Ức chế cái quá trình cái cơ chế diệp sao là cơ chế phân chia tế bào. Cây hay thực vật nói chung muốn lớn lên thì nó phải phân chia, từ một tế bào phân chia ra tế bào thì mới lớn lên được chứ, đấy nhá. Thì có những hoạt chất nó làm cho quá trình này không thực hiện được, ví dụ như là pendimethalin hoặc pifluralin, thì nó làm cho cái quá trình phân chia rễ phân chia chồi là không thực hiện, thậm chí như là cái thuốc trừ cỏ sulfit nếu mà chúng ta phun vào thì nó sẽ không phát triển chồi và rễ. Không, do đó là cây nó sẽ sau thời gian sẽ chết thôi. Rồi quá trình ức chế tổng hợp lipid, chúng ta biết lipid thì nó có ở vỏ tế bào, và nếu mà
tổng hợp lipid được thì nó mới tạo ra tế bào, và rồi tạo ra tế bào từ cây mới lớn lên được. Thì có những hợp chất nó sẽ ức chế cái enzyme tổng hợp lipid, vì vậy là cái quá trình tổng hợp lipid không thực hiện được. Ví dụ như chúng ta có phenol saprolide, thuộc trừ cỏ có tên là whip, và tương tự như vậy chúng ta có thể ức chế tổng hợp amino acid. Ví dụ như là cái hợp chất glyphosate thì nó sẽ ức chế tổng hợp amino acid, mà không có amino acid thì sẽ không tổng hợp được protein, và như vậy là cây sẽ chết sau một thời gian mà chúng ta sử dụng thuốc trừ cỏ. Ở đây cái bảng 3.2 là bảng mà tóm tắt cái quá trình cơ chế ảnh hưởng và cái tổn thương của cây trồng. Tôi chỉ vì thời gian học online là có hàng nên tôi chỉ giới thiệu một dòng thôi. Ví dụ dòng đầu tiên cơ chế là bạn nào mà tiếng Anh tốt hơn thì giúp cho cả lớp thôi, chứ cũng có chi hết, ở đây là không có chi hết, vấn đề là ngôn ngữ thôi. Thì chúng ta biết là chúng ta ra trường là có B1 cho nên ít ra thì mình đọc và cái này mình phải hiểu á, nó tóm tắt cái này. Đầu tiên là ức chế quá trình tổng hợp amino acid, thì effect tức là ảnh hưởng như thế nào, ảnh hưởng là nó khóa là cái quá trình này lại và cho nó là không thể tổng hợp amino acid cho nên không tổng hợp được tế bào mới. Và injury symptom thì triệu chứng mà cho thấy trên cái cây thực vật đó là cây nó lùn lại, lá nó vàng đi. Và tương tự như vậy các bạn có thể là từ dịch và từ hiểu thêm, chứ còn nếu mà tôi đi dịch hết thì sợ thời gian nó không đảm bảo cho một tiết dạy online của chúng ta. Tương tự như vậy thì chúng ta có cái nhóm thuốc trừ cỏ, rồi ví dụ như thuốc gì, rồi nó hấp thu như thế nào, chuyển vận như thế nào, tính chọn lọc như thế nào, và cuối cùng là triệu chứng gây gây chết của nó cho thực vật. Để mà biết các nhóm thuốc trừ cỏ thì chúng ta có thể đánh vào cái cụm từ còn gọi là từ khóa, đó là mode of action, herbicide group classification by mode of action, thì chúng ta sẽ có các nhóm thuốc trừ cỏ mà được phân loại theo cơ chế tác động. Trên Google các bạn nhé. Bây giờ đến cái phân loại thứ ba, như vậy thì qua hai phân loại, phân loại thứ ba là phân loại theo hình thức tác động. Thì chúng ta chỉ có hai hình thức thôi, một hình thức là tiếp xúc, tức là sau khi phun thuốc, thuốc dính vào ở đâu thì bộ phận đó sẽ chết. Ví dụ như là thuốc paraquat thì chúng ta phun vào lên lá thì thuốc tiếp xúc tại lá làm lá cho bị khô cháy và chết, cái con rễ thì chết. Do đó cái thuốc này chỉ trừ cho các cái bộ phận trên mặt đất thôi, còn những củ và các cái bộ phận ngầm là vẫn sống. Như vậy nhiều loài cỏ là không trừ được bằng cái thuốc trừ cỏ của hoạt chất paraquat. Thuộc nồi hấp lưu dẫn, có nghĩa là nhiều khi chúng ta chỉ phun vào trúng nó lá thôi, nhưng mà các bộ phận như rễ, củ và thân ngầm cũng bị chết. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là cái thuốc trừ cỏ có tên là glyphosate, hoặc là ở đây chúng ta có oxandiazông. Mặc dù chúng ta phun trên lá thôi, nhưng mà củ như củ gấu hoặc củ rễ tranh thì chúng cũng bị chết. Vì vậy những thực trực quan này là rất là tuyệt vời để chúng ta trừ các những cái loại cỏ được xem là cứng đầu, như cỏ gấu này, cỏ tránh này, cỏ sắn nước này, sắn cặp này, những cỏ mà sinh sản vô tính, không thậm lý có những cây như là cái rẫy, không cái cụ rẫy nó nằm sâu dưới, hay là có cụ rất to thì chúng ta phun chúng ta vẫn trừ được nha. Tiếp theo cái thứ tư là phân loại dựa theo con đường tác động. Con đường tác động đấy có thể là con đường tác động có rễ hoặc là có lá hoặc là cả lá cả rễ. Ví dụ như là hoạt chất có tên là pretilaclor thì nó được hấp thu qua rễ, hoặc pretilaclor là thuộc trừ cỏ sulfit các anh chị, hoạt chất là pretilaclor. Có nghĩa rằng là nếu mà cái cỏ muốn chết thì nó phải là nảy mầm đã, thì có rễ đã thì hấp thu cái này thì nó mới chết được. Chứ còn nếu mà cái cỏ mà chưa nảy mầm thì chúng ta phun vào thì nó không không chết đâu các anh chị nha. Cái thứ hai là qua lá và rễ, ví dụ như atrazine thì hoạt chất này có thể hấp thu qua cả lá và cả rễ. Và cái thứ ba là hấp thu qua lá thôi, ví dụ như glyphosate chúng ta thấy nó chỉ hấp thu qua tán lá thôi, còn rễ là nó không hấp thu. Như vậy nếu mà chúng ta tưởng rằng là cái thuốc này nó trừ được cái cỏ tranh, trừ được cỏ gâu, nên chị đem cái trái thuốc chị đổ vào trong gốc nó cho nó chết cỏ, không nó không chết đâu chị nha, bởi vì nó chỉ hấp thu qua lá thôi. Như vậy anh chị thấy rõ ra nhé, hiểu biết thì chúng ta sử dụng đúng.
À, điều gì hướng đụng là không hiệu quả, mà ngược lại làm chết thực vật, cây trồng của mình. Thì thứ năm là phân loại theo cái kiểu là chọn lọc và không chọn lọc. Chọn lọc là chỉ trừ cái cỏ dại và không ảnh hưởng đến cây trồng. Còn không chọn lọc là trừ tất cả các thực vật. Ta là ví dụ như glyphosate, là một thuốc trừ cỏ rất tuyệt vời, trừ được cỏ tắm, cỏ gấu, cỏ sáng nước, sáng cập, thậm chí cái môn, cái rẫy, thậm chí cả cây mai dương luôn. Nhưng mà có một vấn đề là nó không chọn lọc, có nghĩa là có cây trồng thì phun lên cây trồng chết luôn. Cái nến á, trong thực tế á, là có bạn sinh viên ra trường đã vô tình dùng thuốc này để trừ cỏ cho lúa, và hậu quả là cỏ chết và thủ lúa cũng còn luôn. Ê, thực tế là như vậy đã xảy ra đồ thật vàng nha. Cho nên bạn nào mà học lơi khơi á, mai một đến đoàn mà đi bán thuốc trừ cỏ thì cẩn thận ý nha, chứ không buồn á, là chết hết ruộng của họ, là mai một không có tiền mà đền mới nè. Còn thuốc chọn lọc có nghĩa là chúng ta phun lên thì cỏ chết và cây trồng thì không bị ảnh hưởng. Nhưng mà nhớ là không phải là chúng ta phải chọn đúng thuốc thì cỏ chết cây trồng mới có. Ví dụ 2,4-D, chúng tôi phun cho lúa thì lúa không chết, nhưng mà các loại cỏ, lá cỏ chát và các loại cỏ hai lá mầm là chết, chứ cỏ lông vực là không chết gì nha. Nếu cỏ lông vực mà chết là cái lúa không chết luôn. Do đó 2,4-D không thể dùng nó để phun cho cây lạc được, nhớ như vậy. Thì 2,4-D mà phun cho cây lạc thì cây lạc cũng chết chết mất luôn. 2,4-D chỉ phun được cho cây mía, cây ngô, cây lúa, chứ không thể phun được cho cây lạc hay là cây đậu xanh, vân vân. Về hỏi vì sao, cố gắng vì sao, khi nào cứ học học đến hoạt chất nào, đi đi bán đến hoạt chất nào thì gặp thầy trường lại cái hoạt chất đó. Chứ còn nếu mà bây giờ hỏi vì sao mà ai cũng hỏi vì sao cả thì thời gian có đủ để trả lời hết. Nhưng mà nhớ rằng chọn lọc có nghĩa là phải hiểu nó chọn lọc cái gì, phải đọc chu kỳ, không tất cả đều có trên cái thuốc, hoặc là bằng tiếng Anh là có đầy đủ nhất. Còn bằng tiếng Việt thì người ta, sợ là biết hết, người ta giấu bớt ấy. Chứ còn tất cả cái gì mà công bố bằng tiếng Anh, người ta công bố rất đầy đủ. Cái bảng ở đây á, cái bảng bằng tiếng Anh á, là các yếu tố mà nó ảnh hưởng sự chọn lọc. Tôi tóm tắt như thế này: các yếu tố mà ảnh hưởng sự chọn lọc gồm có là thực vật, là gồm có thực vật là một, thứ hai là thuốc trừ cỏ, và ba là môi trường. Thực vật ở đây là loài cỏ này, tuổi của nó, rồi đặc điểm sinh lý của nó. Ví dụ như là cỏ mà cỏ vảy ốc chẳng hạn, nó nhỏ thì nó dễ chết, nhưng mà cái lau, cái sầy hay cái mấy dương thì nó rất là khó chết. Thuốc trừ cỏ thì dạng viên thì khác với dạng nước, dạng nước thì khác với dạng bột, rồi thuốc nồi hấp thì khác với thuốc tiếp xúc, thuốc mà trừ cỏ mà chọn lọc thì khác không chọn lọc, vân vân. Cho nên ảnh hưởng nó khác nhau. Rồi điều kiện môi trường, chúng ta thấy là trời mà nắng gắt, giống như bây giờ là 1 giờ rưỡi, gần 2 giờ mà chúng ta đang phun thuốc trừ cỏ, là hiệu quả trừ cỏ có thể tăng cao nhưng sẽ ảnh hưởng đến cây trồng. Đấy, vì vậy chúng ta phun lúc là sáng sớm hoặc chiều tối thôi anh chị. Nhưng ngược lại trời mưa thì chúng ta phun á thì cỏ, hoặc là trời lạnh quá thì phun thì cũng là hiệu quả trừ cỏ rất thấp mà lại ảnh hưởng đến cây trồng. Như vậy là tôi đã đi qua năm cái cách phân loại rồi, còn cách cuối cùng rất là, anh chị thấy rất là dài dòng, đó là phân loại theo nguồn gốc hóa học. Thực ra thì chúng cách đây dài dòng, nhưng mà chúng ta chỉ chia ra hai nhóm thôi. Nhóm vô cơ là dùng các hợp chất như muối, không, hoặc là thậm chí hồi xưa người ta dùng axit sulfuric, hoặc là người ta dùng một số cái muối ăn để trừ cỏ. Bây giờ người ta thấy như vậy là độc hại, người ta tổng hợp ra các hoạt chất hữu cơ nó ít độc hại hơn, và nó có rất nhiều. Theo cái kết quả thống kê của tôi đến năm 2015 thì chúng ta có 119 họ hoạt chất và 410 chất hoạt động. Chỉ nhớ là 119 thôi, chúng ta nhớ tròn 120 đi, họ và 400 hoạt chất. Và anh chị thấy một hoạt chất chúng ta có 10 sản phẩm thuốc trừ cỏ, chúng ta lấy 400 nhân 10 như vậy là khoảng cỡ 4.000 cái sản phẩm thuốc trừ cỏ. Anh chị nhớ nhớ hết được không, ai nhớ được đấy?
Do đó, rõ ràng cái sản phẩm thuốc trừ cỏ rất là lớn. Vì vậy, tôi không yêu cầu chị là không cần nhớ hết, chị mỗi loài như trên, chị nhớ cho tôi một ví dụ, như tiền để mâm, cho một ví dụ, hầu để mâm, cho một ví dụ, chọn lọc, cho một ví dụ, không chọn lọc, cho một ví dụ. À, như vậy, yêu cầu của tôi là hết sức tối thiểu. Mà tối thiểu mà chị không đạt được, thì tôi cũng đành chịu thôi. À. Và lịch sử cho thấy ấy, là cái quá trình phát triển mà tạo ra thuốc trừ cỏ là rất là nhanh như vũ bão, phải nói như vậy. Từ năm 1967 không? Thì chúng ta mới có khoảng cỡ 100 cái họ hoặc cái thuốc trừ cỏ và khoảng 30 họ hoặc chất. Thì anh chị thấy đến năm 2015 thì nó tới bao nhiêu? Tới là gần 4.000 và gần một hơn 100 họ hoặc chất, phát triển rất là ghê gớm. Như vậy với cái phân loại thuốc trừ cỏ như vậy có nghiên cứu xong chúng ta có ý nghĩa gì không, ai biết? Cho tình nguyện viên nào, vì tôi phải lật qua cái bảng điểm danh này nó mất thời gian, hỏi ai có thể giơ tay mà nói cho tôi nghe được không? À, lấy điểm kiểm tra. Những người nào ý nghĩa của việc phân loại, ví dụ như là Khánh Quân này, Thu Thảo này, Tuấn này, vân vân. À, người nào dạ dạ xung phong? Không dám xung phong, sợ hết. Như vậy thì tôi tiếp tục. Cho em xuống phóng thầy. Rồi, thật ai vậy? Tôi không có nhìn, không nhảy qua màn hình nên tôi nghe tiếng thì quen quen không biết ai. Phí thầy. Rồi, Huy Huy nói tôi nghe ý nghĩa của nó làm gì? Chắc chắn là phải có ý nghĩa chứ không thôi. Phấn loại này thì để mà này. Rồi to lên xí hoặc là mở volume xí cho thầy nghe rõ rõ tí thì mở volume Dạ lên. thưa thầy là dạ thưa thầy là theo em Rõ thì rồi, rõ rồi, ok nói ý đi. nghĩa Dạ thưa thầy, theo em thì ý nghĩa của phân loại cỏ dại này thì để phòng trừ và quản lý cỏ dại thôi. Đúng rồi, nhưng mà nói cụ thể ra tí nữa. Dạ thầy vì cụ thể là phải ví dụ thầy á. Vâng, cụ thể là ví Dạ dụ á, cụ thể là ví ví dụ dụ á. như là các loại cỏ như là cỏ như cỏ em làm đi là cỏ đa niêng À. là nó thân ngâm thì chúng ta phải sử dụng đặc điều nó là thân ngâm thì chúng ta phải sử dụng thuốc nuôi hấp và lưu giữ để mà tán nó tác động lên rễ thì nó mới tiêu diệt được. Ví dụ loài chi luôn vậy đó, cụ thể là loài Dạ chi như luôn. loại là nồi hấp lưu dưỡng thì ta có oxadiazone 2,4D. Dạ. Vâng, đúng chính xác như vậy. Rõ ràng Dạ. là thật ra thì bạn mới làm đâu, cho nên tôi tí nữa tôi sẽ nói điểm, tôi nhớ nhắc tôi nói điểm nha. Rõ ràng là chúng ta phân loại để mà áp dụng cho đúng để một loài thuốc cỏ nhá, mà thân ngầm như vừa rồi tôi hỏi Huy hồi rồi có gì vậy, Dạ thưa thầy là cỏ của em là cỏ nắng ngọt thầy. cỏ nó ngọt. Dạ. Rõ ràng là cái cỏ này nó có sinh sản vô tính, có thân ngầm, cho nên nếu chúng ta dùng thuốc tiên nảy mầm như pretilac là ngang thua gì rồi. À, chúng ta dùng thuốc tiếp xúc giống như paraquat là cũng ngang thua gì rồi, mà chúng ta phải dùng thuốc nồi hấp thẩm sâu rồi á, là phải là trừ cỏ mà phổ rộng, tức là trừ không chọn lọc thì mới may ra mà trừ nào được. Cụ thể là chúng ta có thể dùng oxadiazông, mà oxadiazông chưa chắc là chết gì. Chúng ta dùng cái chất này thì chắc chắn sẽ chết này, đó là glyphosate. Glyphosate thì chắc chắn cỏ này phải chết, bởi vì nó thấm xuống tới cái cụ năng và chết. Như vậy cái cách phân loại đầu tiên cả là phân loại theo cái thời kỳ sinh trưởng, thời kỳ sử dụng, thời điểm sử dụng, thì rõ ràng là với phân loại đó thì tùy tùy cái lúc chúng ta làm đất nhá, thì chúng ta dùng, chẳng hạn như khi chúng ta đâm đất mà thấy nhiều cỏ chúng ta muốn trừ thì chúng ta dùng phun glyphosate. Đến khi chúng ta làm đất xong rồi mà nếu mà chúng ta gieo hạt lúa, chúng ta thấy thời tiết thuận lợi thì chúng ta trừ tiên để mầm cho hết cỏ. Nhưng mà là khi chúng ta điều định phun thuốc tiên để mầm mà không may trời mưa liên tục 3 4 ngày cho nên chúng ta phun được, thì chúng ta sẽ phun hầu để mầm. Vâng.
Như vậy rõ ràng nhà người sản xuất, người đã tính toán, cái người nông dân có rất nhiều cái cách để mà sử dụng nó, tạo cho người nông dân có nhiều cơ hội, nhiều cái cách để mà sử dụng nó. Chứ không, nếu mà chỉ có duy nhất một thuộc là sử dụng lúc lâm đất, có nghĩa là sau lâm đất xong rồi là chịu, nếu có cỏ nó trừ được nữa. À, không bao giờ trừ được. Hoặc cái là nếu mà phân loại theo hình thức chọn lọc, nếu như vậy nếu mà có cỏ riêng, cây trồng riêng thì dễ rồi. Bây giờ có cỏ và có cây trồng làm sao trừ? À, nếu mà có cỏ có cây trồng mà nói không có thuốc nào để trừ được thì thôi, như vậy thì thôi thuốc trừ cỏ vẫn bỏ đi cho rồi. À, trường hợp đó rất là chúng ta biết rất là phổ biến, có cỏ dại và có cây trồng thì phải có cái loại thuốc mà để mà trừ được cỏ dại và không ảnh hưởng cây trồng, thì chúng ta thấy mới hay chứ, đúng không? Người nông dân họ mới cần chứ, đúng không? Ê, tương tự như vậy, cũng giống như vậy, có những loại cỏ cứng đầu mà thuốc trừ cỏ bỏ tay thế thì thôi thì chưa ngon rồi. À, có những cái loại cỏ cứng đầu thì có những loại thuốc để trị những cái anh chàng cứng đầu. Và rõ ràng như vậy là từng cái phân loại một chúng ta đều có ý nghĩa trong sử dụng, trong cái để mà quản lý cỏ dại cho thích hợp anh chị nha, chứ không phải là đây là phân loại thuộc từ cỏ. Nhưng phân loại hồi nãy Huy có một cái nhầm lẫn là nói phân loại cỏ dại, không phải phân loại thuộc từ cỏ để áp dụng cho từng loài cỏ ấy. Tôi sửa lại cái định dịch là như vậy, được chưa? Như vậy chúng ta tiếp tục qua cái hình thức là phổ tác động của thuốc trừ cỏ. Cái này gần giống như là một phân phân nào gần giống cái mục tên đó là phổ tác động, có thể là phổ rồng. Rồng là sao? Chúng ta có ba nhóm cỏ: nhóm hoa bản, nhóm chát lát và nhóm là rồng. Thì phổ rồng là nó trừ được cả ba nhóm, như vậy là gọi là thuốc trừ cỏ không chọn lọc. Còn nếu mà phổ hẹp là trừ một nhóm cỏ, hai nhóm cỏ mới thôi. Và chính nhờ cái phổ hẹp như vậy cho nên chúng ta có cái hoa thuốc trừ cỏ chọn lọc. Bây giờ cái con đường xâm nhập thuốc trừ cỏ vào trong thực vật thì có nhiều con đường khác nhau. Tuy nhiên có ba con đường chính: một là qua lá, hai là qua thân và ba là qua rễ. Nhưng mà chủ yếu là con đường qua lá và qua rễ chị nha. Tại sao như vậy? Tại vì lá là nơi tạo ra cả cái bộ phận non và nơi là có khí không, thủy không, cho nên nó xâm nhập dễ dàng. Rễ là có lông hút, cho nên các thuốc trừ cỏ cũng dễ dàng bị hấp thụ. Chứ còn thân á, thân mà thân thảo á thì được, chứ còn thân gỗ gì thì có những cái thân gỗ thì cái thân đó nó hóa bần rồi, nó có một lớp vỏ bần rồi, cho nên khó lòng mà thuốc mà xâm nhập qua được. Thì để hiểu cái xâm nhập qua thực vật thì chúng ta phải hiểu được cấu tạo của thực vật. Ví dụ như lá thì cấu tạo chúng ta thấy cái đầu tiên có lớp cutin, rồi lớp sáp, lớp betin, rồi đến lớp xylitol. Cutin và sáp là có, cutin là một lớp những giống như là protein mà nó cứng vậy. Còn sáp thì chống nước và betin cũng là một dạng protein cứng. Như vậy nhờ những cái lớp như thế này cho nên là ngăn chặn cái thuốc trừ cỏ xâm nhập. Vì vậy cái thuốc trừ cỏ muốn xâm nhập vào thì phải đi qua được ba lớp này. Và vì vậy người ta sẽ chế tạo ra thuốc phân cực và không không phân cực. Phân cực là những thuốc mà đi qua được cái môi trường nước và môi trường mà không có lipid. Ví dụ như là cutin, betin thì phân cực đi được. Còn không phân cực thì lại là tan trong những môi hữu cơ, cho nên thường đi ở trong các cái chất mà sáp và dầu. Thì thấy cái này gần giống như là chúng ta mà dính tay, mà chúng ta dính mù thì chúng ta dùng xăng hoặc dầu nhờn thì chúng ta rửa là nó tan hết liền, tại vì nó hòa tan được. Ngược lại mà chúng ta mà lấy tay chúng ta dính mù mít chẳng hạn, mà chúng ta lấy nước chúng ta rửa đến bao giờ nó hòa tan được. À, thì cách như vậy để chúng thấy là thuốc trừ cỏ nó đi, mục đích cuối cùng là nó đi vào được trong trong cây và để nó sẽ gây tác động đến cho cây. Thì ở đây có rất là chi tiết anh chị đọc và nghiên cứu thêm nhá. Dùng chung lại là có như thế. Và người ta nghiên cứu cái phân cực và không phân cực, không nghiên cứu đặc điểm của thực vật để tạo ra thuốc cho thích hợp. Ví dụ như phun lên lá thì phải làm thế nào để mà nó, ví dụ như là nó là loài cây gì thì chúng ta phải chế ra cái loài thuốc đó là phân cực hay không phân cực, để mà làm sao để cho thuốc nó thấm vào được cái bộ lá và đi vào được trong trong cây.
thì thấy là giải phẫu qua lá đó, những thể lớp đầu ngoài là bị bì rồi có khí khổng, đúng không? Và sau đó là chúng ta có lớp cutin, lớp sáp, rồi trong cùng là chúng ta có cái lớp cellulose. Như vậy muốn đi qua được lớp này á thì thuốc nó là đầu tiên muốn đi qua là pectin, là phải 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 là không phân cực thì nó đi qua được, nhưng đụng vô lớp sáp thì lại phải phân cực thì nó mới đi qua được, đúng không? Cho nên nhiều trường hợp nó phải qua khí khổng rồi mà vào bên trong thì mới được. Bây giờ qua thân, thân thì như tôi đã nói, đặc điểm của thân là chỉ có thân thảo thì thuộc đi qua một cách dễ dàng, chứ còn những cái thân mà cây gỗ thì rất là khó đi qua vì nó hóa bần. Cho nên nếu được thì chúng ta phun khi cây còn nhỏ, ví dụ như là cây khoảng 5 lá tất cả các loại cỏ. Chứ còn nếu mà cái một cái cây mà như cây mây dương đã hóa thành thân gỗ rồi, to rồi, cao rồi thì chúng ta phun bao giờ chết cả anh chị nha. Nếu chỉ máy răng nó chảy cái lá thôi, chứ còn cái thân và cái rễ nó không chết được. Và chính vì nó không chết như vậy cho nên chúng ta rất là khó phòng trừ được những cây mà đã cao to rồi. Anh chị thấy đây cấu tạo đó, vì nó sao sao nó không qua được, vì cái lớp có tét cái lớp băng đó, nó không thể ngăn ngăn chặn sự thẩm nhập của thuốc vào bên trong. Vì lớp này nó vừa là một dạng bần, tức là một dạng của sáp mà là bị chết nữa. Cho nên anh chị thấy giống cái này gần giống như cái là cái anh chị nào khui uống rượu mà bột đô hoặc là rượu chai, một rượu đỏ, rượu ván ấy, có cái nút bần đó. Anh chị thấy rượu mà nó mình đổ mà nó cũng chưa chạy ra nữa thì cũng chỉ là thuốc mà nó thẩm ra được nhé. Cho nên không bao giờ chúng ta thấy thuốc nó không vào được, cho nên không bao giờ, nó rất khó để mà thẩm thấu vào trong để giết chết thực vật được. À, qua rễ là cái cách mà người ta ưa thích để tạo ra các thuốc trừ cỏ. Thì qua rễ nó có cách dạng là không phân cực thì nó hòa tan và nó tạo ra các ion, cho nên nó đi theo dòng nước mà nó vào trong bộ rễ, sau đó đi vào cái mạch gọi tên là mạch xilem là vận chuyển nước, và như vậy nó sẽ vận chuyển lên trên và đến các bộ phận để gây hại cho cây. Chứ còn nếu mà đi qua phloem thì qua con đường rễ là không có khó khó thực hiện, bởi vì rễ thường là hấp thu nước và mùi khoáng, không? Thế còn phía trên bộ lá mới chỉ là hấp thu các cái dưỡng chất và vận chuyển các chất hữu cơ. Cho nên nếu mà thuốc mà không phân cực, không? Thì nên là phun trên lá, và ngược lại thuốc phân cực thì nó nên được được phun qua qua rễ, vì nó sẽ đi qua con đường mùi hấp thu nước và mùi khoáng. Ở đây tôi cho một cái ví dụ, đó là sự hấp thu của Prethylene Chloride, để cho thấy rằng là nếu làm đúng thì cỏ nó chết mà lúa thì không chết, còn nếu làm sai thì cỏ nó không chết và lúa nhiều khi là chết. Ví dụ cái thuốc trừ cỏ này là nó ức chế quá trình tổng hợp protein cho đến nó ức chế phân chia tế bào. Vì vậy khi mà phun thuốc thì buộc là cỏ phải nảy mầm và lúa cũng nảy mầm thì mới được. Vì rằng cỏ nảy mầm để cỏ hấp thu thuốc cỏ mà chết, ngược lại lúa nảy mầm để làm chi? Để lúa hấp thu thuốc trừ cỏ nhưng đồng thời hấp thu chất an toàn, chúng ta xem như là chất giải độc có trong chất thuốc. Và vì nhờ hấp thu cái chất an toàn và chất độc cho nên lúa không giải độc được và không chết. Ngược lại dù có chất an toàn thì bộ rễ của cái lúa, cái cỏ thì lại không hấp thu được chất an toàn mà chỉ hấp thu được chất độc thôi, nên cuối cùng cái cỏ là chết. Do đó nếu mà trong trường hợp khi gieo sạ mà chúng ta gieo sạ mà hạt lúa chúng ta chưa có ngấm ủ nảy mầm, hậu quả là lúa sẽ chết. Ngược lại nếu chúng ta phun thuốc quá sớm thì hạt cỏ chưa nảy mầm, dẫn tới hạt cỏ không chết, được chưa? Như vậy đừng có nói là cây thuốc này là thuốc dồn, bởi vì là do mình xài không đúng nên hậu quả là cỏ thì không chết mà lúa thì là chết. Đó, như tôi vừa rồi tôi phân tích như thế. Cái con đường mà thuốc di chuyển thì như thế nào thì rất đơn giản, nghe con đường thì dài dòng như đơn giản. Nếu các thuốc nào mà phân cực thì nó phun qua rễ, hấp thu qua rễ sau vào mạch gỗ, nên đi theo dòng nước có mùi khoáng mà và lên lá, ví dụ như là đa la bồng. Ngược lại các thuốc mà
không không cần không là nó đi theo con đường chất hữu cơ, ví dụ như hai phần D thì nó phun qua lá, nó hấp thu vào lá xong nó vào mặt đi bé và đi vận chuyển đi khắp cả cây và hậu quả là cây sẽ chết. Thì tất cả hai con đường vận chuyển này nó đều phụ thuộc, nó đều có thể ảnh hưởng bởi các yếu tố như là loài cây, rồi nó là sinh lý của cây, nó là cái nhỏ cái lớn nhá, rồi loài thuốc nó thuộc gì và điều kiện hoàn cảnh, ví dụ như là nắng hay là nóng hay là mưa vân vân. Thì với các điều kiện khác nhau thì cái quá trình vận chuyển này là có thể nhanh hay là chậm. Chúng ta đến cái các yếu tố ảnh hưởng đến sự hấp thu của và vận chuyển thực vật bên trong thực vật. Thì các yếu tố chúng ta có yếu tố thực vật là một. Thực vật rất quan trọng bởi vì nó là bộ nơi cái bộ phận mà hấp thu thuộc cái thuộc trên cỏ. Các loài thực vật khác nhau thì sẽ hấp thu khác nhau. Bản thân một cái thực vật thì nón thì hấp thu mạnh hơn là da, cho nên là nó phụ thuộc rất là lớn. Rồi các yếu tố môi trường thì chúng ta có thể nhiệt độ, ẩm độ, trời nắng thì hấp thu là tốt hơn là trời lạnh, nhưng mà nắng quá thì phân hủy thuộc mất. Ngược lại ẩm độ vậy, ẩm độ mà cao thì nó lưu giữ hạt thuộc lâu, nó hấp thu tốt. Có chứ con ẩm độ mà thấp, ví dụ như hôm nay trời khá nóng và khô thì hạt thuộc chưa kịp hấp thu đã bốc hơi mất rồi, cho nên quá trình hấp thu sẽ phải kém. Lượng mưa, nếu mà chúng ta mười mười phun thuốc xong mà mưa thì nó trôi mất thuốc, vì vậy không thể hấp thu được. Nhưng ngược lại, chúng ta phun thuốc mà khô hạn không có thì dẫn tới là thuốc rất là bốc hơi và không có có thể hấp thu kịp, trước khi mà hấp thu vào cây thì nó bị bốc hơi mất rồi. Gió làm cho thuốc nó thổi bay đi đó, và làm mau khô hạt thuốc. Cho nên á, để phun thuốc tốt á, là chúng ta chọn lúc mà trời ít gió và đừng có đi ngược với dòng gió, làm cho một mặt á, là thuốc nó bám lên người chúng ta gây ngộ độc, một mặt á, là thuốc nó gió nó thổi thuốc làm không trúng vào cái mục đích mà chúng ta cần phun. Ánh sáng, chúng ta thấy đang có ánh sáng á, thường là làm phân hủy thuốc, vì vậy tất cả cái thuốc bảo vệ thực vật nói chung và thuốc trừ cỏ nói riêng thì được chứa trong các cái chai lọ mà có màu tối để chống sự phân hủy. Vì chính là ánh sáng là một trong những sự phân hủy đó, phân hủy thuốc đấy. Cho nên là chúng ta nên phun trời buổi trưa nắng gắt, như vậy là thuốc nó sẽ phân hủy. Với thành phần không khí cũng có ảnh hưởng, như vậy ở trên độ cao thì có thể là phun phun thuốc là nồng độ nó khác với mặt đất, thì cái này là nhỏ thôi, đất nước chúng ta thì không có đồng cái độ cao khác nhau, cho nên là cái này ảnh hưởng cũng đáng kể. Áp lực nước trong đất và nhiệt độ thì cái này cũng có một phần nào ảnh hưởng, ví dụ như là áp lực nước trong đất mà càng cao, khi mà áp lực đất nó cao là khi mà chúng ta cái đất quá khô thì tạo nên áp lực cao, chứ đó là thuốc trừ cỏ bị giữ lại trong đất và cây mà khó hấp thu được cái thuốc trừ cỏ. Nói cách khác, đất ẩm thì cái thuốc nó một cách dễ hiểu là đất ẩm thì thuốc nó dễ vận chuyển vào trong cây hơn là đất khô. pH của đất cũng vậy, thì đất chua hay đất kiềm thì có tác động đến cái thuốc, có thể làm phân hủy thuốc. Thành phần cơ giới cũng vậy, nếu mà đất sét thì nó giữ thuốc, nhưng mà đất cát thì nó sẽ thấm thuốc vào xuống bên sâu bên dưới và như vậy cây cũng khó hấp thu được. Rồi các đất mà có chất hữu cơ thì nó sẽ giữ thuốc và cây sẽ hấp thu dần dần. Phân bón, nhiều khi chúng ta bón phân vào thì làm tăng độ độc của thuốc trừ cỏ, vì vậy không nên phun thuốc trừ cỏ sau khi bón phân, phải phun thuốc trừ cỏ trước đã, cỏ chết đã rồi sau rồi mới bón phân để tránh ngộ độc cho cây trồng. Nồng độ thuốc thì nồng độ càng cao thì hấp thu càng lớn và độ độc càng cao. Cấu trúc hóa học, cái cấu trúc hóa học càng bền vững thì nó càng khó phân hủy thì nó càng độc. Nhưng mà anh chị nhớ là nếu mà bền vững quá thì không khéo là nó không phân hủy, vì vậy sau một thời gian nó có thể gây ảnh hưởng đến môi trường. Ví dụ như là cái thằng 2,45T là một cái thuốc mà rất bền vững, sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc 50 60 năm thì nó vẫn còn ở trong đất anh chị nhỉ. Về cơ chế tác động thuốc trừ cỏ thì vừa phần trước tôi đã nói rồi, các thuốc trừ cỏ thì có các cơ chế tác động là kích thích sinh trưởng, ức chế quá trình tổng hợp diệp lục,
ức chế phát sáng, ức chế phát tối, ức chế tổng hợp amino acid, ức chế tổng hợp lipid. Thì phần trước tôi đã giải thích rất kỹ, cho nên thì cái ảnh hưởng từ thuốc, cái cơ chế thuốc làm thuốc cỏ giúp chúng ta sử dụng đúng cái loại thuốc cho cái loại cây gì và cho cái mục đích gì đó, chỉ nhớ như vậy. Và cái thứ hai, cái cơ chế tác động giúp chúng ta hiểu rằng là thuốc cỏ nó ảnh hưởng sức khỏe con người đến chừng mực nào. Và cái thứ ba là cái cơ chế tác động giúp chúng ta biết rằng là nếu cái thuốc trừ cỏ thì nó có khả năng kháng thuốc thực vật cỏ dài, nó kháng như thế nào, khi nào thì nó kháng và bao lâu thì nó kháng. Cái mà quan trọng nhất ở đây là chúng tôi nói là cơ chế tác động giúp chúng ta nhận ra một điều rằng là tất cả các cơ chế này là khác với cái thuốc trừ sâu, nên không thể nói trừ cỏ là độc hơn thuốc trừ sâu được. Cho nên nếu mà cấm sử dụng thuốc trừ cỏ thì hãy cấm thuốc trừ sâu trước cái đã, cấm thuốc trừ sâu trước cái đã rồi hãy cấm thuốc trừ cỏ. Cho nhiều người là nói nông nghiệp hữu cơ là không sử dụng thuốc trừ cỏ, nhưng mà thuốc trừ sâu thì lại sử dụng, như vậy là gọi là thiên vị không công bằng và không hiểu biết thế nào về thuốc trừ cỏ và thuốc trừ sâu cả. Sự hấp thu vào chuyển bằng thuốc, như vận trường tôi nói là nếu mà chúng ta phun trên lá thì nó đi theo con đường vận chuyển chất hữu cơ và xuống rễ, nếu chúng ta rải vào rễ thì nó phun theo con đường vận chuyển nước và lên lá. Và nếu có loài thì chúng ta có thể phun lên lá được mà xuống rễ nó đều được tác động được. Ức chế quá trình quang hợp thì nó thường chế là ức chế phát sáng, ức chế phát tối. Cái này là cơ chế chế thể phát sáng là nó ức chế cái quá trình vận chuyển điện tử, còn phơi tối thì ức chế quá trình tổng hợp glucose. Ức chế tổng hợp amino acid thì thực ra nó ức chế cái enzyme. Muốn tổng hợp amino acid thì có enzyme, ức chế tổng hợp enzyme cho nên là sẽ ức chế tổng hợp amino acid. Cũng tương tự như vậy, ức chế tổng hợp acid béo cũng vậy. Còn thuốc trừ cỏ mà cái dạng mà kích sinh trưởng, tức là nó tăng nồng độ chất kích sinh trưởng trong cây lên. Ví dụ như 2,4-D thì khi phun lên thì nó tăng nồng độ cái auxin trong thực vật lên 1000 lần và làm rối loạn, dẫn tới là cây là chết. Cơ chế tác động có rất nhiều clip, tuy nhiên về thời gian của hàng và ở qua dạng online thì tôi không thể chịu những gì tất cả các clip này được. Hẹn chị một điều kiện thích hợp nào đó thì tôi sẽ chịu những chị. Ở đây còn một vấn đề rất quan trọng mà trong cơ chế tác động là nghiên cứu tình kháng nhé. Thì chúng ta có hai bức hình A và bức hình B. Bức hình A lúc đầu chúng ta thấy có hoa thảo, cỏ hoa thảo và cỏ là rồng. Cái hình thứ hai lúc đầu là cỏ hoa thảo nhiều hơn, cỏ là rồng 3 cây còn phần lớn là hoa thảo. Sau đó là cỏ là rồng á thì tăng lên bằng cỏ hoa thảo, và cuối cùng hình thứ ba lần phun thứ ba thì cỏ hoa thảo chủ yếu, còn cỏ là rồng cỏ là rồng chủ yếu, còn cỏ hoa thảo là còn lại 3 cây thôi. Điều này còn giải thích nghĩa là sao? Nếu mà chúng ta phun thuốc cái cỏ liên tục một loại thuốc mà thôi á, ví dụ ở đây cụ thể là chúng ta phun thuốc trừ cỏ là rồng đó, thì sau thời gian đó, sau thời gian thì cỏ là rồng nó không chết nữa, nó kháng thôi, nó kháng nó không chết nữa đó, và nó phát triển mạnh lên. Tức là khi mà chúng ta phun một thuốc trừ cỏ một loài một mà liên tục trong nhiều năm, ví dụ từ 15 đến 20 năm, thì quần thể cỏ dài bị thay đổi. Trường hợp thứ B là kháng thế nào? Lúc đầu á, hình thứ nhất là chúng ta phun thuốc trừ cỏ thì chết hết, chỉ có một cây sống thôi. Thì sau 20 năm thì chúng ta phun nó chết một nửa, nó sống một nửa, và sau khoảng 30 năm thì chúng ta phun là chết có một cây thôi, còn lại sống 30 cây. Như vậy là cái tính kháng thuốc trừ cỏ mặc dù chậm hơn so với thuốc trừ sâu và thuốc trừ bệnh, nhưng mà cứ phun liên tục một loại thuốc trừ cỏ thì sau một thời gian thì thuốc trừ cỏ sẽ kháng lại. Và khi kháng thì chúng ta phải tăng nồng độ lưu lượng, mà tăng nồng độ lưu lượng thì tốn kém và nghe cái mức độ độc hại cho con người tăng lên. Hiện nay trên thế giới chúng ta phát hiện rất nhiều cái hoạt chất đã kháng thuốc trừ cỏ. Ví dụ như từ năm 1950 lúc thuốc trừ cỏ ra đời và phát triển,
Thì đến năm 1900 à, năm 2010 thì chúng ta có gần 10 hoạt chất là kháng thuốc trừ cỏ, và mỗi loại như vậy kháng được khoảng cỡ từ 100 đến 200 loại. Đấy. Bị 100 đến 200 loại cỏ dại nó kháng lại thuốc trừ cỏ. À, tính chọn lọc thuốc trừ cỏ thì gần giống phân trước tôi đã trình bày rồi, thì chúng ta có chọn lọc sinh lý do bản thân sinh lý của thuốc trừ cỏ, ví dụ là cây một lòng âm thì không không chết về hai phần đế, nhưng hai phần âm thì chết về hai phần đế. À. Chọn lọc về hình thái, tức là hình thái cỏ dại mà sắp xếp thì có thể nó hấp thu cái thuốc trừ cỏ khác nhau, ví dụ cây là rồng cái lá nó trứng ra nhiều như vậy cho nên nó hứng được nhiều thuốc trừ cỏ hơn là cây là hạt. Chọn lọc không gian, ví dụ như là cái cây có rễ, cây hoa thảo thì mọc rễ càng, còn cây ăn quả chúng ta mọc rễ xấu với dây mù trừ cỏ mà không có nước thì chúng ta chỉ cần rải thuốc trừ cỏ cái mặt đất thì mới sương xuống thì cỏ dại sẽ chết, vì cái cây ăn quả chúng ta là rễ xấu lắm cho nên nó không tới được rễ cây ăn quả, cho nên cây ăn quả là sẽ không chết. À. Cuối cùng là chúng ta đến cái mục 30 là ảnh hưởng thuốc trừ cỏ đến cỏ dại và sức khỏe con người. Chúng ta biết là cái bảng theo cái nhóm độc của Hoa Kỳ mà phân loại thì chúng ta có bốn cái loại độc, rất độc, độc và ít độc và rất ít độc nha. Thì cái này anh chị học trong môn thuộc bảo vệ thực vật của cô Thủy á, thì anh chị nhớ cái LD50 không? Thì dựa vào cái LD50 thì người ta phân ra bốn nhóm như vậy. LD50 là gì? Là liều lượng hoạt chất đó, mà khi mà thực hành thí nghiệm cho chuột hoặc là thỏ ăn thì nó chết đi 50% cá thể đó. Ví dụ như là nó có nhóm 1 là chúng ta có 50 mg trên 1 kg, có nghĩa là sao? Chúng ta cho 100 con chuột ăn 50 mg thì có đến 50 con chết, còn một trong 100 con thí nghiệm. Một con người chúng ta mà là nặng 50 kg thì chúng ta sẽ ăn bao nhiêu mg là chết? Chúng ta lấy 50 nhân cho 50 là ra 200 mg, là chúng ta nếu hai cho ăn 200 mg thì cứ 100 người ăn thì có 50 người là sẽ là tử vong. Và phần lớn nếu mà căn cứ vào đây thì chúng ta xem thuốc trừ cỏ nào là độc hay là không độc nha. Như vậy là chúng ta thấy là các thuốc trừ cỏ là toàn vài ngàn đến thậm chí là 8 ngàn đến 10 ngàn thôi, không thậm chí như là tifluralin 10 ngàn rồi, simazin là 7 ngàn rưỡi, đúng không? Như vậy thuốc trừ cỏ là ít độc hoặc là rất ít độc thôi. Vậy kết hợp giữa thuốc cái cơ chế tác động và cái bảng LD50 thì chúng ta thấy thuốc trừ cỏ là ít độc hoặc là rất ít độc, không phải như thuốc trừ sâu. Anh chị thấy rằng là ngay cả một cái thuốc trừ cỏ có tên là glyphosate vừa rồi là cũng tranh luận không là độc với không độc. Việt Nam vừa rồi cấm là glyphosate vì cho rằng là glyphosate là cái ung thư, như thế giới người ta thấy là cái này là không chứa gì và vẫn dùng, người ta thấy thế giới là người ta thấy rằng là cái này là cũng còn tốt hơn so với một số hoạt chất khác. Ví dụ như là anh chị thấy ngay cả muối ăn, cái muối ăn như vậy, nhưng mà chỉ muối ăn mà nếu mà chúng ta ăn là còn độc hơn cả thuốc trừ cỏ, phải không? Lời thì căn cứ vào lời đến vui thì glyphosate còn ít độc hơn muối ăn nữa mà. Đấy. Chị đọc trong cái đó à, các phương pháp sử dụng thuốc trừ cỏ, thế để mà thuốc trừ cỏ mà sử dụng thích hợp thì chúng ta phải chọn loài cỏ, rồi chọn loài cây trồng, rồi chọn loài cái cách tập cận tác và khả năng kinh tế và môi trường để đưa ra thuốc trừ cỏ sử dụng. Ví dụ ở đồng bằng thì chúng ta thấy cái lúa thì chúng ta thấy là chúng ta nhiều tiền thì chúng ta chọn Sofit, ít tiền thì chúng ta chọn Dibuta. Nhưng ngược lại ở vùng núi thì tập quán canh tác lạc hậu thì chúng ta làm cỏ bằng tay thôi, hoặc là trừ cỏ bằng các cái thuốc mà như là 2,4-D rẻ hơn. Nếu mà chúng ta thấy rằng là chúng ta cần bảo vệ môi trường thì chúng ta dùng thuốc trừ cỏ đắt tiền, còn nếu chúng ta nghèo quá thì chúng ta lại dùng thuốc trừ cỏ rẻ tiền thì cái mức độ ảnh hưởng môi trường nó lớn hơn. Như vậy là tùy theo người sử dụng.
điều kiện à, bây giờ à, cách sử dụng thì chúng ta có thể phun lỏng là chúng ta hòa vào bình và phun dạng nước như lâu nay chúng ta hay phun. Cách thứ hai là phun bột, thì phun bột là không cần nước. Anh chị thấy rằng là nghe thì nói đưa ra cách đi là cầu kỳ à. Anh chị thấy với điều kiện mùa hè và các cái vùng vùng núi, chúng ta muốn trừ cỏ vùng núi cao chẳng hạn, các cái cao su, cái cà phê ở trên núi nước ở đâu, cho nên là phun bột thì là rất là hữu ích, không cần nước. Nhưng mà ngược lại thì cái mức độ ô nhiễm môi trường thì lại cao hơn, vì bột nó phải bay mù mịt như đợt trước tôi chiếu cho chị cái phim hai vùng đi. Cho nên có một số người ta tạo ra dạng thuốc dạng viên rải, viên rải, và như vậy viên rải như thế này thì nó gây hiệu quả là tốt hơn và độc hại hơn. Chúng ta có thể áp dụng cái mặt đất hoặc là chôn sâu dưới đất vân vân. Chúng có thể áp dụng theo hang hoặc là phun theo kiểu là lên tảng lá mà thôi. Ví dụ như là chúng ta có trong có cả cây ăn cỏ và cây cọ, thì nếu mà chúng tôi phun trên cao thì như vậy là phun trùm mền lên luôn, là cả cây ăn quả cây cọ đều dính thuốc. Nhưng mà trường hợp đó thuốc mà không chọn lọc thì chúng ta phun dưới gốc thôi. Khi chúng ta phun dưới gốc thì cỏ chết, còn cái cây ăn quả cái tảng nằm trên nó không dính thuốc nên sẽ không chết. Một số biện pháp khác để mà trừ các cái cây mà to mà lớn mà chúng ta muốn phòng trừ, ví dụ như khoan lỗ cho thuốc được gọt vào trong thân thì cây nó không chết. Hoặc là chúng ta cưa ngang là phun lên cái mặt cắt cưa thì cây nó không chết. Nhưng mà những cách làm đây đừng có tư tư thu tư quản ái rồi qua. Ví dụ cái dừa có một vụ á, có một ông nông dân là tư thu với ông nông dân kia, cắt qua đêm qua khoan dừa của ông kia xong rồi là cho thuốc vào trong cái thân, cho nên là cuối cùng tất cả vườn dừa của ông nông dân kia là chết sạch. Đó. Tuy nhiên với nghiệp vụ của an ninh thì người ta sẽ tìm ra là vì sao là cái dừa đó chết liền. Không thì có những loại đại loại như vậy, có những cây rất là lớn mà chúng ta muốn giết chết nó thì cũng bằng cách có thủ thuật thì chúng ta vẫn giết chết được. Thời gian xử lý thì cái này chúng ta đã nghiên cứu rồi, xử lý trước khi gieo trồng, xử lý tiền để mầm, xử lý hậu để mầm chúng ta đã nghiên cứu. Như vậy là đáng lý là cái chương này chúng ta học đến 5 tiết trên lớp. Ở đây chúng ta thì tôi trình bày nhanh với chị nghiên cứu tài liệu rồi, và chúng ta dành thời gian để mà đối thoại mặt đối mặt. Vâng. Vâng, bây giờ anh chị thấy có cái gì chưa rõ để hỏi tôi trả lời. Chị cần hỏi cái gì nè? Dạ thầy ơi, Vâng. dạ thầy giảng lại cái đoạn mà chỗ sự hấp thu pari tilak lo của hạt của lúa thầy. À rồi, sẵn sàng rồi, tôi đặt lại về tôi đi vô lại nghe, tôi vô Dạ. lại, tôi phải vô lại cho chị ấy. À, chỗ này rất là hữu ích và rất thực tế chị, cái này là một cái ví dụ cụ thể và thực tế nên cần. Đây chúng ta thấy đây là cái, nói trở lại cái thuốc pretilaclo, cái sản phẩm thương mại của nó là sulfit. Thì một chai thuốc sulfit thì có hai thành phần nhá, một là chất an toàn có tên là fenglorin và hai là chất thuốc trừ cỏ có tên là pretilaclo. Hai cái chất này nếu khi mà áp dụng lên 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 cái cỏ nhá, thì cái cỏ thì hút được pretilaclo nhưng mà không hút được chất an toàn. Ngược lại cái lúa thì hút được cả chất độc là pretilaclo và chất an toàn, cho nên là cái lúa sẽ không chết. Tuy nhiên để hút được thì cái lúa phải có rễ, cho nên chúng ta mà muốn phun thuốc trừ cỏ sulfit
thì yêu cầu người nông dân phải trước khi khi gieo xạ thì hạt lúa phải ngâm ủ nảy mầm nứt năn rồi mới gieo xạ, được chưa, rõ chưa? Còn nếu mà chúng ta gieo xạ mà hạt lúa chưa nảy mầm nứt năn thì hậu quả là gì? Hậu quả là cây lúa thường là người ta phun thuốc là từ cỏ này là gieo xong phun ngay chị nhá, gieo xong phun ngay. Bởi vì sao? Bởi vì sao mà gieo xong phun ngay? Bởi vì là quá trình lâm đất của chúng ta trước đó mất mấy một hai ngày rồi, cho nên hạt cỏ nó bắt đầu nảy mầm rồi. Nếu mà chúng ta gieo xong mà không phun từ 1 đến 3 ngày mà chúng ta không phun thì hạt hậu quả là hạt cỏ sẽ có hoặc là nảy mầm hoặc là có một lá thật, thì cây thuốc Pretilaclor cũng không chết, được chưa? Mới gọi là tiền nảy mầm á. Phần trước đây phân loại theo 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 thời điểm sử dụng đấy, phải nắm chắc. Tiền nảy mầm là sao? Là từ khi cái cỏ nảy mầm cho đến một lá, chứa được một lá. Còn có một lá thì sao chết? Vì khi có một lá thì cái lá đó nó quang hợp và nó phân hủy được cái thuốc hoặc chất Pretilaclor nên cây cỏ cũng chết. Như vậy cái sử dụng cái thuốc này á, là rất là nghiêm ngặt, nó chỉ có 1 đến 3 ngày để sử dụng thôi. Và nếu trong vòng 1 đến 3 ngày mà nếu mà hạt lúa của chúng ta lại không gieo nếu ủ thì hậu quả là cây cỏ cây hạt lúa không hấp thụ được chất an toàn nên cây lúa chết. Còn nếu mà chúng ta phun sớm hơn hoặc là nếu mà chúng ta làm đất nhanh quá hạt cây cỏ mà chỉ có chưa nảy mầm, cho nên chắc chắn sẽ những hạt cỏ nào mà chưa nảy mầm thì không chết, không chết vào giai đoạn này. Chỉ những hạt cỏ nào nảy mầm thì mới chết, những hạt nó chưa nảy mầm không chết, những hạt cỏ nào nảy mầm có một là thật cũng không chết. Rõ chưa? Ai nói rõ chưa này? Để cân nhắc lại. Bạn rồi thầy. Đấy. Dạ rồi thầy. Thấy chưa? Dạ rồi. Chứ dạ rồi. Chấp nhận như thế. À, xin lỗi bạn tên gì à? Tôi đừng nói tên tôi dễ. Dạ Xuân Đức thầy. Xuân Đức cái. Dạ. Mình chấp nhận như thế này. Nếu mình phun số feed vào một thời điểm nào đó thì lượng cỏ mình trừ á, ví dụ mình có 100 hạt thì mình trừ máy lắm được khoảng 60 70 luôn. Còn 30 30 ở đây là gì? Có một số chưa nảy mầm là mình cùng hoàng cũng chết nè. Có một số nảy mầm rồi nó cũng chết nè. Được chưa? Rõ ràng chưa? Nhưng mà quan dạ trọng nhất là hạt lúa mình là phải ngâm ủ nảy mầm. Còn nếu hạt ủ mình không ngâm ủ nảy mầm thì người ta quy định rồi, gieo ngay, gieo xong xuống ngay. Thì gieo xong ngay thì hậu quả là lúa mình sẽ chết. Thế nhiều cái này gặp nhiều đấy, nhiều người như bạn đi chỉ đạo không hiểu, nghĩ rằng là nó cho ủ được. Không ủ được, có sao đâu. Không hiểu, không hiểu đâu, không hiểu cái cơ chế tác động đâu. Chà nông dân còn thích thì ủ, cũng thích thì thôi, kề giữa. Đó, và hậu quả là như vậy. Hiểu chứ, phải hiểu cho nên thuộc được còn không phải giống như thuộc được sâu đâu. Thứ còn nó phức tạp hơn nhiều. Nha. Rồi, ai dạ. Còn câu hỏi gì nữa? Dạ thầy ơi, cho em hỏi thầy một câu nữa thầy. Rồi, cứ hỏi. Dạ thầy, ví dụ như cái thuốc mà tiền nảy mầm đây mà ví dụ mình phun nồng độ mà nó cao cao hơn được thì nó có chết lúa nhiều không thầy? Cái này có một câu hỏi cũng là rất hay. Pretilaclor mình phun cao hơn, thậm chí cao dù thế người ta khuyến cáo 1 lít, mình phun 2 lít, 3 lít, 4 lít, thậm chí 10 lít thì kết quả như thế nào? Kết quả chỉ là tốn tiền thôi. Bởi vì sao? Mình có phun 10 lít thì vẫn có chất an toàn cái hắn chết. Hay chưa? Hay xuống đất. Dạ rồi thầy. Nhưng mà người ta khuyến cáo là phun 1 lít thôi, mình phun 2 lít là mình thiệt tiền. Cho nên cái hàng Sinenta là một cái hàng nó tạo ra sản phẩm trước đấy á, mà nó chưa được thuộc Trung Quốc á, bây giờ nó như nó thuộc Trung Quốc rồi. Cái sản phẩm nó thường đắt hơn các sản phẩm kia từ 1,5 đến 2 lần. Bây giờ nó thất thế thì trường rồi vì người ta thích rẻ thôi. Thích rẻ thôi, còn hàng mắc hơn. Cái hàng mắc hơn còn tính cái mức độ an toàn cao hơn thì nó mắc hơn. Mà chứ người ta cần người nông dân mình đi trên đồ cao hơn rồi. Có thể cái gì rẻ đâu mua vào dùng thôi. Đấy. Nên là nếu mà có chất an toàn đó, nên tức là giống kiểu mà có chất giải độc. Chứ em của Phúng á mà 3 lít thì cái lũ hàng hụt chất an toàn của hàng giải độc được, cái này hắn chết. Được chưa? Rồi. Hỏi chứ nữa, rất hay đó, hỏi những cái rất thực tế đó. Nếu ai hỏi tôi là thoát ra màn hình để tôi ra ngoài lại, tôi hỏi cái khác, tôi lại hỏi các bạn.
Chứ đến phần câu hỏi ôn tập được chưa? Hôm nay tôi có bạn Huy, tôi sẽ cho bạn Huy 10 điểm. Tôi cho câu hỏi ôn tập rồi nha. Câu hỏi ôn tập là như thế này các anh chị. Thuộc từ cọ là gì? Trình bày các hình thức phân loại thuộc từ cọ. Cho ví dụ và nêu ý nghĩa. Thuộc từ cọ là gì? Trình bày các hình thức phân loại thuộc từ cọ. Cho ví dụ và nêu ý nghĩa. Thuộc từ cọ là gì? Trình bày phổ tác động của thuộc từ cọ. Có ví dụ và nêu ý nghĩa. Thuộc từ cọ là gì? Trình bày sự xâm nhập thuộc từ cọ vào bên trong thực vật. Cho ví dụ và nêu ý nghĩa. Thuộc từ cọ là gì? Trình bày sự xâm nhập của thuộc từ cọ vào bên trong thực vật. Cho ví dụ và nêu ý nghĩa. Thuộc từ cọ là gì? Trình bày sự di chuyển của thuộc từ cọ bên trong thực vật. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự di chuyển, cho ví dụ và nêu ý nghĩa. Thuộc từ cọ là gì? Trình bày sự di chuyển thuộc từ cọ bên trong thực vật, cho ví dụ và nêu ý nghĩa. Thuộc từ cọ là gì? Trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến sự hấp thu và chuyển hóa thuộc từ cọ bên trong thực vật. Thuộc từ cọ là gì? Trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến sự hấp thu và vận chuyển thuộc từ cọ bên trong thực vật. Cho ví dụ và nêu ý nghĩa. Thuộc từ cọ là gì? Trình bày cơ chế tác động thuộc từ cọ. Cho ví dụ và nêu ý nghĩa. Thuộc từ cọ là gì? Trình bày cơ chế tác động thuộc từ cọ. Trình bày cơ chế tác động liên quan đến tính kháng của thuộc từ cọ. Quá trình kháng diễn ra như thế nào? Cho ví dụ và nêu ý nghĩa. Thuộc từ cọ là gì? Trình bày ảnh hưởng thuộc cọ đến sức khỏe con người và sinh cảnh. Cho ví dụ và nêu ý nghĩa. Và cuối cùng là các phương pháp sử dụng thuộc từ cọ. Cho ví dụ và nêu ý nghĩa. Ai có ý nghĩa câu hỏi gì nữa không? Quỳnh Thảo Tuấn các bạn gọi cho cái gì hỏi nữa không? Để chúng ta qua cái phần khác. Không thầy ơi. Không à. Rồi bây giờ đến phiên là ai có cỏ giờ giống tay lên em thôi. Được rồi, xung phong là cho điện xung phong mời tụi em có đem lên cỏ có đây thôi. Cháu lên đi, mặc rồi mặc đi thay qua cỏ đi. Bật cam trước đi. Bật cam rõ rõ rõ, đừng người nhớ đừng rồi lay như vậy là khó thấy đúng nha. Để cam chế chết.
À, biết là nhìn là biết rồi, cái gì vậy? Nở ngày đất thầy. Ô, quá tốt luôn, excellent. Nói sơ sơ với đặc điểm đó thì tí đi để thầy cho điểm. Thưa thầy, là cây nở ngày đất là cây mọc ở ven đường, nơi khô khô ráo. Thường mà nó sinh sản hữu tính bằng hạt, lá và thân có lông, và thường mọc thành chùm bò sát mặt đất. Nó bổ rễ ăn nông và kết dính với nhau. Vâng, anh quản lý cỏ này như thế nào? Quản lý Rồi là chúng ta có thể dùng các biện pháp canh tác, cơ giới vật lý và sinh học và thuốc hóa học. mà học cần gì đâu, cái đi rễ ăn nông Nhổ nhồi hết bút học học chứ tốn dở đoàn đấy, bị dở rồi cho 9,5 nhưng mà rồi. có điểm xung phong thành 10 ấy. Dạ. Rồi người mô tiếp tục, còn đến địa hết đoàn xung phong là kêu tên đấy. Ai rồi, còn nữa là kêu tên phải không? Rồi, kêu tuyên mới rồi, tuyên Dạ đây thầy. còn mới rồi. À, biết cái đầu cái gì vậy? Tôi biết cái gì rồi. Dạ cái màng màng thầy. À, cái bằng màng chia sẻ với bạn ấy, à, hồi nãy Tuấn vậy thì nữa chia sẻ cho mọi người biết cái bằng màng. Dạ Nói sơ thầy, cho cái này đi. À, nói sơ tí đi. cái màng màng mọc ở nơi đất thấp ẩm ướt và ở những bãi đất trống dọc đường đi. À, cây màng màng thì sinh sản hữu tính bằng hạt, thân là cây thân thảo hàng năm, thân thì bò dài trải dài ra và Rồi, quản lý nó đang. dạ thầy làm có thể sử dụng các biện pháp sinh học như là có thể nhổ hoặc là cho dùng để em thường thấy là để em cho gia súc ăn không có thầy? À, có hai biện pháp nè, biện pháp chúng ta học Dạ anh gia súc không, biện pháp thủ công là nhiều. À, con cây vừa thì không được à? dạ được, Ồ, đâu rồi, được rồi, nhưng mà đó được có nhưng mà chứ. thế tại vì hạt nó đây là hạt nhỏ mà cây này có hạt nhỏ mà quả chín là hạt nó đụng vào No, no. dễ rớt dễ đổ ra đó thầy, nếu như cày bừa thì sẽ Cứ đến làm dễ dòn rớt hạt ra. đi không trong cây trong thì mình làm đất thôi. Đâu phải khi nào mình trồng cây thì mình làm đất. À, mình làm đất cũng là một biện pháp đó chứ. Chết Dạ. chín điểm. Thế trường. Dạ có em thầy. Vâng, còn gì đây à? Mà thấy nó hơi bị hẻo rồi thế này. Mà khi trưa em mới hỏi Thầy nó hơi hồi nãy bị thầy hẻo. dặn rồi phải ngâm nước cái mô rồi đến vậy rồi mới đem ra, tôi quay ra nhưng thầy không biết mấy thứ để đừng đừng lay đừng lay. À, thầy cũng biết rồi, biết rồi đó, cái gì đấy đừng Mà lay có lông vứt ạ. để camera để cái máy tính điện thoại cố định trong để một cái cố định nó lay 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 khỏi. Thấy thầy chứ thấy. Thầy rồi, nhưng mà thấy cái cỏ đấy, thầy mặc em thôi. Mày mặc rất rõ nhưng mà thấy cái cỏ đấy. Đang nữa.
Thầy bật Alo. alo thầy, thầy bật đỏ, thầy em đưa lên alo nữa nhưng thầy cái cỏ thầy nữa. Em đưa cái cỏ lên ngang tầm mặt là thầy lên rồi chứ nữa. Làm nó thế này. Không được nhìn hoa biệt em nè. Nhìn hoa biệt chứ. Alo. Họ trục trặc chứ không được. Alo. Họ trục trặc chứ không? Để tôi gọi bạn khác trong thời gian bạn chuẩn bị. Trinh đi Trinh. Tôi quay lại trường sao? Trinh đi. Dạ em đây thầy. Gọi gì nè? Dạ em có đi trồng thầy. Gọi đi, gọi đó luôn. Đi trồng rồi. Đưa đi lại đi, đưa lại đi. Cái đi mà đuôi chôn à, cái Có được trồng thầy. mô à, rồi đúng rồi đúng rồi, tôi thấy thấy cái hoa chụp ảnh gửi lên xe cho mọi người hết rồi, em đợi quản Dạ. lý cái này đi, quản lý Thế thầy quản lý mấy cây này bằng cách có thể là nhổ cỏ bằng tay hoặc là bằng biện pháp là làm đất, có thể sử dụng thuốc trừ cỏ, nhưng mà em thấy là đa số là nó hẹn nó mọc trên bờ ruộng. à. Dạ. Còn cách gì nữa? Thứ hai là có thể Mà thủ hoa mà không đưa được á. Ủa, sinh sản vô tính hay hữu tính? là sinh sản vô tính và hữu tính. Vậy có thuốc nào trừ được không? Thưa thầy là thuốc Nghe từ đâu hai ra? hai phẩy 2,4D. À, nếu mà cây cỏ nào mà sinh sản vô tính hữu tính hay vô tính không được. Và cái nào nếu mà có vô tính á là hai hướng để gì từ cái phần trên đó không được, không được. Nghiên cứu lại ấy, nghiên cứu lại thì cái thằng nào ấy, nghiên cứu lại ấy. Hay quay lại 9:30 ấy. Dạ. Trường mới rồi. Được chưa? Dạ tôi thấy ơi, khi nào em mở cáo nó bên bị lạc thế nè. Đúng rồi, rồi cá bị lạc. Vô quay lại thấy coi. Rồi, đừng có lấy nhé, đừng có lấy, đừng có lấy. Hôm như cái cam của em hơi bị nhòe tí. Về rồi, cái gì vậy? Có gì vậy? Dạ, cỏ lông vức ạ. Vâng, đúng rồi thầy, đúng rồi. Em nói đi. Em nói đi. Dạ, cỏ lông vức nước là cỏ hàng năm là cùng họ với lúa, sinh sản và đầy lan bằng hạt. Cáo cỏ lông vức nước cao khoảng 1 đến 2 mét, thân cứng, dai rộng, chắc Ok, khỏe, mọc biện đơn pháp quản độc. lý, biện pháp quản lý. Dạ thầy, là biện pháp quản lý là có thể khi khi chúng ta ngâm ủ hạt giống lúa thì có thể phải xử lý rồi là sang sấy để lọc hạt lúa rồi đến đồng ruộng thì chúng ta trước khi gieo thì có thể là cày rồi là cày bừa rồi là phơi ải rồi phơi dâm để có thể cho hạt lúa cho hạt hạt cỏ bị chết. Rồi là có thể là khi gieo cấy là khi khi cấy là có thể cấy theo hàng để có thể phát hiện được cỏ sớm, vì cỏ này là sinh trưởng phát triển nhanh hơn lúa nên có thể phát triển sớm để có thể nhổ bằng tay. Có thuốc gì trừ được Dạ. không? Dạ, theo em tìm hiểu thì số pít sử dụng thuộc Sopit Ok, 300 EC ạ. rồi 10 Dạ điểm dạ. ấy. Rồi sao? Dạ dạ em có.
quốc tế đó. Dạ có em thầy ơi. À, sâu cỏ đấy. Dạ đây là vì chỗ em không có bèo cám nhỏ cho nên là em thay thế bằng cây dền xanh ạ. Được. Cái dền xanh nữa cũng được, Dạ. không sao rồi, mà quản lý đi. Và đặc điểm mà quản lý. Dạ em thưa thầy đặc điểm của cây rau dền là loại cây cây rau mùa hè mọc rất khỏe. Dền rau dền có bộ rễ khỏe ăn sâu nên chịu hạn và chịu nước rất giỏi. Lá nó thì có hình mũi giáo hoặc là hình thoi, thon hẹp ở góc góc tù ạ. Rau dền có hạt nhỏ và có lớp vỏ sừng nên giữ được sức nảy mầm rất lâu, ngay cả trong trường hợp bị vùi sâu trong đất ạ. Mà sinh sản vô tình không? Dạ, nó sinh sản hữu tính là chính. À, quản lý. Dạ, biện pháp quản lý là có thể sử dụng cuốc để cuốc hoặc là nhổ tay ạ. Và có thể sử dụng biện pháp sinh học như là cây cây rau dền là một loại cây có thể ăn được nên là có thể làm thức ăn cho người và động vật ạ. Nhổ À, tay có là thể có, nhổ tay là khi dạ mình nhổ mình ăn, thấy chưa? Nhổ á, mình nhổ dạ á, đấy, nhổ là mình nhổ, có thể mình nhổ mình ăn đó, thấy chưa? dạ Còn nếu dùng thuốc á, dạ em xem thì là không nên vì đơn giản dễ từ quá. dạ Ok, 10 điểm. Phi Trang. dạ có em Rồi, cho thầy coi có gì nữa. đây đây Cũng chả nhiều cỏ ghê quá. Nhưng mà nhiều nhiều cam lắm rõ nghe. đấy, cam rõ đấy. Thế thấy nó bị như e. Thế thế rõ không thế? Rõ đây, sao em nói được, thấy nó rõ đây. Dạ mà thầy ơi, em thấy là hẳn có một cái cây khác hẳn cũng giống cây nữa, nó thấy cái bông của hẳn là cái bông này như thế. Cách thì thầy nhìn được hết, em chụp ảnh, xong em chụp ảnh đưa qua thầy ra sao ấy, thì thầy thấy nó rõ đấy. À Đây. dạ. Dạ Đây. sấy là loài cỏ đa niên, thuộc họ hoa thảo và cao từ thân cao đến 3 mét. Mẹ. Và sấy là có thân đứng cứng và lá dài tối đa là 60 cm. Phát hoa là có chùm tụ tán cao tới 50 cm Sinh sản vô và có tính là hữu nhiều tính, rễ. sinh sản vô tính là hữu tính, Dạ sinh hắn sản vừa vô tính sinh là hữu tính. sản vô tính, vừa sinh sản hữu tính, nhưng chủ yếu Ok là sinh sản vô tính bằng thân ngâm. ok vậy quản lý nó như thế nào? Dạ thưa thầy, theo em thì vì cây này là hẳn cao lớn và chủ yếu là người ta là dùng dao rửa để phát, và khi nếu mà con thân ngâm ở trong đất thì khi làm đất là chúng ta cày đất, phơi đất và nhặt thịt bỏ thân ngâm. Có thuốc nào trừ được nó không? Dạ thưa thầy, theo em tìm hiểu là em thấy có loại thuốc, chưa có loại thuốc để trừ. Có chứ, nghiên cứu lại đi, hãy chỉnh điểm Dạ. thuộc. À, cái này nào thầy không nhìn được, cái nào thầy nhìn rõ thầy nói, cái này nhìn được em gửi ảnh ảnh để chia sẻ cho cộng đồng ấy. Dạ. Đây em chụp Thế từ em nhiều đang bắt phần cam nữa, thế có thể không thế? cái đằng sau lưng em thì thấy nhưng mà đưa tới gần thì hàng lắng thấy thầy những đứa Để sau từ lưng thì từ. thấy ra cái xây rồi mà tới lưng gần thì hàng lắng rõ à, đi rõ này đi rõ rồi rồi rõ rồi à. Cái hoa của hắn khi sáng em đi cắt nhưng mà hắn có bị Rồi khô rồi đấy, thế là đi hắn rõ không hơn ra rồi nè hoa nữa. à, rõ hơn có lẽ khả năng sống của em hẳn không được à, chứ rõ rồi đấy. À, dạ Nhưng tại cố em dùng gắng tôi mạng chụp di ảnh động. từng bộ phận được gửi vì cái này nhiều bạn không biết đâu ấy thấy chưa chia dạ sẻ ấy rồi dạ học trong điểm. học trong này Dạ vâng giờ em là mê cái cỏ mỹ, nhưng mà giờ em là thấy bằng cái rau xám. Về đặc điểm một cái Rau rau xanh xám, được, ok, có được là được. về đặc điểm một cái rau xám thì nó là loại cỏ hàng năm, lá rộng, thường mọc ở ven bờ, bên có thể mọc trong ruộng các cây trồng khác như là ruộng ngô, khoai, sắn, mía, và nó thường mọc ở sát đất hoặc là bên cạnh các cây cỏ khác. Về sinh sản thì nó là sinh sản bằng hạt. Về các biện pháp phòng trừ là về biện pháp canh tác thì trước khi trồng thì ta có thể là sới sạo làm đất, hoặc là nhổ nhổ cỏ. Về biện pháp hóa học thì có thể là sử dụng một số loại thuốc hóa học như là Cybaco 800 EC hay là Chắc là như vậy. anh
Dạ. Đó, bác cô là hoạt chất khi trong vậy. Em cũng việc hoạt chất thì em hỏi tên thấy biết mới hè. Hoạt chất khi ở trong á. Được không? À. Thấy được bác sĩ. Tìm mà đi tìm mà giờ đã đi thôi đi thôi thì cho em một phút để quay lại xong ấy à, có cái nữa là cái sam để em quay là vô tình hữu tình ấy rồi sẽ quay lại à dạ thanh tín dạ có à, em làm cái gì đấy dạ thấy là cái sản cặp trong cặp á, cú cho cái chạy của em dạ. Giỏi, em ngồi bị ngược sản giỏi, à tụt hơn rồi, rõ rồi, nhưng mà dạ, thế thầy là, quan điểm thầy nói đó, em ngồi hơi bị ngược sản á, cho nên giỏi á, thì em dạ. Anh cũng chia cho mọi người biết á, những người cũng biết dạ. Cái này một cái này khó đấy, ấy, dạ, mình ngồi chụp lại với chia cho mọi người biết, ấy, rồi, ok, thầy biết rồi. Dạ thầy là cây sáng cặp này là cây hàng năm là có thân bo là sát đất và sống thành từng cụm và sinh sản của nó là sinh sản vừa sinh sản vô tính và vừa sinh sản hữu tính. Dạ alo. À, nghe đây. Dạ, phương pháp quản lý thì ở vì cỏ này là vì phân bổ phía nhiều là ở đa số là vùng núi nên là ở đây là sử dụng biện pháp cứ học là giống như cắt cỏ và còn thuốc hóa học thì có thuốc không chọn lọc là glyphosate. Tốt à, biết tay à, để mong tìm ra được tay à. em đi có một cái đây thầy nhắc em chưa hẳn ấy, cái sân cặp này nó có thể mọc ở bờ ruộng em nè, không phải mua đâu. Em ở núi em tưởng là bờ ruộng nó cũng có nhiều lắm đấy. Dạ, dạ vì cũng cái này cũng phiền mà mình nuôi cũng nhiều thế nè. À, dưới đây các bờ ruộng nó cũng nhiều đấy. Đấy. Dạ. Nó là vì nó nên nhờ nó là sinh sản vô tính nên không trừ bằng cả cái thuốc thông thường được đâu. Đấy. Ok, dạ. Điểm đấy. Cảm ơn. Dạ. Dạ em cảm ơn ạ. Rồi, cắm rồi quay lại đi. Dạ đấy thầy. Rồi tìm ra hoặc chất vi nha. Dạ em là vi. Sao cái cụ là em tìm rồi hả? Rồi chứ em làm quả. Tìm ra không? Alo? Không thấy nó thầy nữa. Thấy nữa thầy trừ điểm chỉ niềm rưỡi. À? Ai biểu hơi tròn nó mới tìm cho ra chứ. Cái loại tên lên đây. Dạ. Thầm Thủy. Thầm Thủy lên đây. Thủy đó. Vâng. Cảm ơn. Vâng. Vâng. Cây gì nè? Em làm cây cỏ này thôi. Cây rau cần cua thôi. Rau cần cua cũng được, cho luôn, cháy luôn rồi. À. Được. Dạ thôi là rau cần cua là thuộc loại thảo thân cỏ mọc ở những nơi ẩm ướt và sinh sản bằng hạt. Sinh sản vô tính đó. Dạ, sinh sản hữu tính thôi. À, về quản lý nó như thế nào? Dạ, alo. Alo, thầy nghe đấy. Dạ, thầy nói còn. Biện pháp quản lý cái biện pháp quản lý. Dạ, theo em là biện pháp quản lý là theo em là nhổ ạ. Một biện pháp một nha. À. Bên có tới 6 biện pháp lắm, bên chỉ dùng một biện pháp nhé. Dạ, nhổ và cài xới sáo ạ. Tại vì cái này là mình ăn được nên cũng không cần phải sử dụng thuốc đồ gì nhiều. À, nhưng mà rửa mình ăn được, đâu có ăn được, rồi mình phải dùng sinh học nữa. Ê, à, dạ, chín đi rồi ấy. Rồi. Dạ, dạ. Thảo
Thầy. Vâng, thầy nghe đây. Dạ thầy làm cái cây to nhưng mà ở chỗ em không tìm Alo, thấy cây gì mình ta? đủ Em sao. thấy cây gì nữa? Dạ cây chỗ Alo. đè. À chà, không hề, cái này không hề. Tôi đã cháy luôn. Rồi. Dạ cây chỗ đè thì là cái sọc hàng năm thường là mọc ở ven đường vùng đất bỏ hoang và là cây thân thảo thường là mọc thẳng hay là nằm bò. Thân cây thì nó sẽ tạo thành nhiều nhánh ở phần gốc và lá thì xếp thành hai dãy, các lá kèm thì hình trứng và ở phần thân thì có các lóng cứng. Nó là sinh sản hữu tính. Vì sao người ta gọi là chỗ đè em được không? Hay Vì là thế hoài câu khổ quá, chồng cái gì vì hoài câu khổ quá, nó nói chọn đại ra là cái chỗ nào, chọn đại là cái chỗ nó có đấy mọc đó, tin không? dạ Thôi được rồi, em gọi quản lý đi, nghiên hay cứu ấy, sau khi là đó sau đó buổi đêm em nghiên cứu vì ra qua cái chỗ đè ấy. Rồi dạ hay là quản lý là em nghĩ là dùng biện pháp canh tác, biện pháp cơ giới vật lý và biện pháp sinh học, à, không không cần không hỏi dùng biện pháp hóa học. vì nó đơn giản mà, cái này dễ mà, nhổ đi hết đi mà đấy à. Thôi Dạ. cái cố gắng hôm sau để trả lời cái câu thầy hỏi để tiếp theo điểm thường ấy. Thôi Dạ. cậu cảm ơn em, mời đi Dạ cà phê. thầy. Ồ, đăng tăng đâu rồi? Dạ em đây thầy. Này. Thầy em làm cái cỏ sao bông mà em tìm ra bởi em làm cái cỏ voi voi là hẳn cái hóa hẳn gần dạng giống cỏ À, sao bông. rồi đúng, được được, cái này cũng được, cũng hay, cái này cũng được. Rồi Dạ. thêm đưa, em Cái đưa lên thầy chưa, thầy thấy rồi nhưng mà mọi người chưa thấy, lên tí nữa, cao tí nữa, cao tí nữa. Rồi rồi đúng rồi, đúng rồi cây rồi voi voi là thân cứng khỏe, nhiều lông nhỏ, nhiều nhiều lông nhám ở thân, hoa màu trắng hoặc tím, là cụm hoa có hình dạng là giống với voi voi nên là được gọi là cỏ voi voi. Nó thường mọc ở các nương vườn hoang, bãi cỏ và ở xung quanh bờ ruộng. quản lý nó Dạ như thế. thế nào. Dạ quản lý là khi khi nó còn nhỏ mới mọc là có thể dùng biện pháp canh tác nhổ cỏ cơ giới vật lý, và khi nó lớn lên là phải cày bừa sới sạo cỏ cho rễ trôi lên mặt đất và hết ạ. Là đơn giản quá, ví dụ như mình nói quản lý là biện như bằng thảo nói về biện pháp canh tác làm chi, biện pháp sinh học làm chi, biện pháp hóa học làm chi, biện pháp cơ giới vật lý làm chi chứ. Ê, chín điểm. Dạ. Văn sang. Dạ có thầy. Rồi, cây gì nè? Chơi luôn. Dạ em có trắng thế. Chơi luôn. Lên bài đi. Rồi, Dạ có gì trắng có có hết. sống lâu năm, có thân rễ lang dài, ăn sâu dưới đất, lá mọc đứng cứng gần nổi, có bằng sinh sản bằng hai cách là vô tính bằng cho rễ và hữu tính bằng hạt. Rồi, quản lý làm Là sao? quản lý là biện pháp cơ giới là chúng ta cày bừa sới sạo với phơi ải, còn Rồi. sinh học là cho trâu bò ăn. Biện pháp bằng thuốc học thì em chỗ em thì hay thường sử dụng là glyphosate này nè, vì nó sẽ diệt Tốt, đúng tận rồi, gốc. chỉ có lưu vô sản trừ được Dạ không? Còn một biện pháp nữa em loại đến. Biện pháp này rất đơn giản. Không thể nói đến đây. dạ phạt à, phạt chứ. Lâm nha, hồi xưa À mình học dạ lập dạ lập lập nha, lập nha, nha, cái được này nó rồi. hữu ích chứ ấy. Dạ Buồn dạ quá, cái này nó vẫn thiếu, 9 điểm dạ dạ rưỡi. dạ các bạn. Anh Quỳnh. Anh Quỳnh. Dạ, cả thứ thầy. Vâng. Dạ, có em làm là có mâm trầu. À, úi cha cái này sướng quá, ra đường nhổ cỏ ngay. Rồi đi, nếu mà nói cái gì em biết chắc là gì. Nhà cỏ mân trâu là cái loài cỏ mà thuộc nhóm hoa bạc và cỏ này là cỏ hàng niên và hắn là mọc rất là phổ biến ở các cái đồng ruộng ở trên cạn. Vâng. Cỏ tàu với rễ của hắn là rễ chùm mọc nông và sinh sản là hữu tính bằng hạt là chủ yếu. Biện pháp phòng trừ đối với cỏ này là mình sử dụng một số biện pháp như là đầu tiên là biện pháp canh tác thì trước hết là có thể sử dụng các cái giống trước khi mà gieo trong lớp phải xử lý hạt giống trước khi gieo để tránh rụng lực hạt cỏ, làm đứt cây ải. Đặc biệt cỏ này phổ biến các đồng ruộng trên cạn thì khi mà có trên đồng ruộng thì ta có thể là cho nước ngập ruộng để mà tiêu diệt.
Về cánh về cơ giới vật lý thì mình nhổ bằng tay. Người ta có thể sử dụng một số khi mà có bạc phiền rồng thì người ta sử dụng một số thuốc phòng trừ hóa học như là Bride 276 L với thành phần chính đó là paraquat đi chlorid trong việc đó là hắn cũng tiếp xúc quá lạ để chỉ có trên quang hợp của cỏ chứ giật cỏ. Vâng, cảm ơn. Chào. Dạ, cảm hết rồi. Là biết đi hỏi một xuất sắc hỏi câu đi thôi. Chắc chứ à? Thằng Sang thì hỏi câu đi để cho chú về. Dạ. Cái này là cỏ dưới nước, trên càng hay trên đồi? Một, hai. Dạ, trên càng. Rồi, hai lấy. Dạ, trên càng với trên... Lấy đi. Dạ, thấy bạn nói cho em với. À, cỏ đây là cỏ trên càng, dưới nước hay là trên đồi, núi? Dạ, cỏ đây là cỏ trên càng. Chắc lắm. Dạ, chắc. Cỏ đây cỏ đồng càng mà. Chủ yếu là đồng vàng, ruộng, nhưng mà trên núi, trên đồi núi ít lắm nè. Càng thế. Là chủ. Dạ. Vâng, 10 điểm cộng thường 1 điểm ấy. Dạ. Như thế này có lẽ là chúng ta chỉ còn một phút thôi, Khánh Quân tiếp tục lại đấy. Khánh Quân vào lại cho tôi. Khánh Quân đã rồi vào lại đấy. Dạ đấy thôi. Tôi nói là chúng ta sẽ tiếp tục cái cuộc chơi như thế này. Đây, trong cả buổi sau. Đến khi mà hết cái cỏ luôn, như vậy là chúng ta vừa lấy điểm được kiểm tra và vừa đánh giá được cái thực hành nữa. Trong trường hợp mà không thực hành á thì chúng ta vẫn làm được. Còn nếu có thực hành, thực ra là có thực cơ địa thì mọi người như vậy đem tới tụ tập lại và chúng ta cùng học với nhau, được chưa? Rõ chưa? Như vậy hôm nay những người nào chưa thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục, được chưa? Thì hết bài thì chúng ta tiếp tục, rõ chưa? Đây, cái nữa là cái những cái cỏ nào mà được trình bày hôm nay như thế thì mai mốt đi thi việc là giống như thế nhá. Không cần việc nhiều chứ đâu, việc như thế là được. Dạ. À, cái cỏ mô tả xong để quản lý, được chưa? Là xong đấy. À, và chúng ta kết thúc môn cỏ dài lúc này và bây giờ là 3:30 là mình sẽ học môn kiểm dịch thực vật, thì cháu tôi nghỉ và các bạn cứ nghỉ một giờ lao thì chứ không học liên tục chịu nổi đấy, được chưa? Rồi. Dạ. Dạ.